xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ba Giai TV và Ba Giai những cập nhật những thông tin xoay quanh Rama sống với gia tộc. Hẳn hôm qua tới giờ thì quý vị và các bạn đã khá quan mang với cái danh xưng là anh hai đúng không quý vị và các bạn? Từ thời cha sanh mẹ đẻ cho tới bây giờ đó, mình chưa bao giờ thấy cái trường hợp nào mà như là cái trường hợp này hả quý vị? Mình cũng có một cái người anh hai ở trong gia đình nhưng mà hồi sáng nay đó mấy đứa em đó không còn được phép là gọi cao anh hai ở trong gia đình là anh hai nữa mà các em gọi ông anh hai này bằng là anh số 2 tự nhiên thêm ba cái chữ số vô giữa nghe phải nói thì kỳ kỳ dễ sợ phải không quý vị và các bạn bởi vì gọi anh hai thì rất có thể là sẽ bị là nghệ sĩ ưu tối bồng bóng kiện đó quý vị cho nên là bây giờ quan mang lắm cái điều này nó đến từ cái say tết ngày hôm qua của ông nghệ sĩ ưu tối chị hai cái say tết nói rằng là thông báo về hoạt động ở trên các kênh mạng xã hội kính gửi quý khán giả, tôi là nghệ sĩ ưu tối Vũ Sắc Si, trân trọng thông báo đến quý vị về các hoạt động và danh tính của tôi ở trên kênh mạng xã hội. Nghệ sĩ ưu tối Vũ Sắc Si là cái nghệ danh chính của tôi. Ngoài cái nghệ danh này, các cái tên gọi khác ở trên mạng xã hội như là anh hai và Vũ Sắc Si cũng đều là cái tên được là sử dụng để là chỉ đức danh tại tôi. Những cái hành vi, lời nói hay là bất kỳ cái thông tin nào được đăng tải dưới các cái tên gọi nêu trên đều sẽ được là ghi nhận làm bằng chứng và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Mọi hành động sử dụng những cái tên gọi này để mà mạo danh, phát ngôn sai sự thật hoặc là gây hiểu lầm, xúc phạm đều sẽ bị là xử lý theo quy định của pháp luật. Rất mong quý vị là tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng tôi trên con đường nghệ thuật cũng như là trên các trang mạng xã hội. Trân trọng, ký tên, nghệ sĩ ưu tối, vũ sắc si. <laughs> thưa quý vị, đầu tiên là mình đánh giá cái sự là tự tin của cái ông Vũ Sắc này. Thứ nhất là cái hậu quả để lại phải nói là quá rõ ràng như thế rồi. Mà giờ đó vẫn còn là kêu gọi khán giả là ủng hộ cho mình. Trời đất quý thần ơi, có ai là như ông Vũ Sắc này không có gì. Mang ơn có nghệ sĩ trả chưa có hết. Rồi vì cái chuyện là không thể nào độc quyền hình ảnh của mốm thì phải nói là bắt đầu là đâm qua tị hiềm kết hợp với con bông hậu răng rồi à, thuê người để là chửi à, con gái của cha nuôi của mình rồi à, sẵn tay là phá luôn à, cái chuyện là kinh doanh của móng vậy đó quý vị mà giờ vẫn còn là mạnh miệng là yêu cầu xin khán giả hãy là tiếp tục ủng hộ và đồng hành thiệt là phải nói là chán chán hết sức là chán luôn quý vị và cứ tưởng rằng là nó chỉ dừng lại ở cái mức độ là anh ta đăng cho vui thôi nhưng mà đâu có ngờ cái sự là chơi ngờ u lần này của nghệ sĩ ưu tố vũ sắc si đã làm vũ dậy sóng cộng đồng mạng ai nấy phải nói là cũng điều phản nộ vô cùng với cái sự là ngáo quyền lực của hắn ta cứ tỏ ra mình là trung tâm của vũ trụ cái trụ cột của rama cái đời thở nay đa phần là gia đình nào đó cũng có là anh hai cả ủa rồi không cho người ta gọi bằng anh hai thì người ta gọi anh hai của người ta bằng cái gì hả thằng cùng bộ đã lên cục quản lý đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cái cụm từ là anh hai rồi hả mà giờ là cấm người ta là gọi là anh của người ta bằng anh hai nữa trời trời đất quỷ thần ơi dần dần nó bị vô tri quá cũng như là hai cái con bông hậu ngáo quyền lực rồi phải không chơi chung mấy cái thứ bẩn thỉu chi giờ bị lây thấy chưa bởi vậy ta nói là gần mực thì đen đèn sáng trưng ở bên mốm thì không ở đi qua rồi tự bôi cho trét trấu là vào trong mặt của mình để làm gì không biết nữa và một cái vị khán giả đã có ý kiến góp ý thẳng đến cái hài bóng như sau alo alo chào cả nhà tôi mới nghe một cái nghệ sĩ u tối là cấm không ai được nói là anh hay cái danh hiệu nghệ sĩ ưu tú là do phía văn hóa đề xuất và nhà nước trao tặng thế mà một cái điều trớ trêu là anh ta lại là không hề biết đến là văn hóa của Việt Nam và văn hóa vùng miền của chính quê hương anh ta ở miền Nam đó cái người con đầu lòng của bất kỳ một cái gia đình nào đó nếu là con trai đó sẽ được gọi là anh hai con gái sẽ được gọi là chị hai còn ở ngoài Bắc sẽ gọi là anh cả chị cả vậy mà anh ta cấm cả miền Nam không được gọi là anh trai của mình là anh hai anh ta có cái quyền gì mà cho mình là độc quyền cái từ anh hai như vậy anh ta rõ ràng là hoạt động ở trong ngành nghề liên quan tới văn hóa mà là chẳng hiểu cái gì về văn hóa cả vì vậy xin thưa cộng đồng mạng tôi cứ gọi anh trai tôi là anh hai đó cần chi là phải sợ cái người là không hiểu văn hóa mà khi một ai là không hiểu biết về văn hóa đó thì người ta sẽ gọi đó là vô văn hóa cái thưa quý vị và các bạn đọc qua những cái lời vừa rồi đã có thể thấy cái sự bức xúc của một vị khán giả này đúng không quý vị và các bạn và mình là xin bổ sung thêm là không chỉ miền Nam có cái cách gọi là anh hai chị hai đâu Mà ở miền Bắc đó cũng gọi là anh hai chị hai luôn quý vị Thứ tự ở ngoài Bắc đó, sẽ gọi là anh cả chị cả Rồi là tới anh hai chị hai Sau đó rồi tới ba tư năm sáu bảy gì đó cũng giống như trong miền Nam Đó chuyện này phải nói là xong đời à đực rồi Nó cấm từ Nam ra ngoài Bắc là không ai được sử dụng cái từ anh hai Thì chuyến này đó phải nói là nó tự quỷ luôn quý vị Rồi giờ cho hỏi nè Mày không cho người ta gọi mày là anh hai Thì người ta sẽ gọi mày là chế hai được không Chế hai bóng được không Bình thường gọi là sòi đợt, sòi thúi gì đó Thì thôi bữa nay mình sẽ gọi thẳng luôn Chế hai bóng ha? Cho đơn giản và cũng dễ hình dung luôn Và chế hai bóng à Hiện giờ chắc cũng ăn ngủ không yên đâu Đúng hay là không Với cái tình hình này thì chắc không sớm gì muộn Bởi vì nghệ sĩ ưu tú gì phải nói là kỳ cục trắng Hay là ưu mà cũng trắng hay là tú chút nào hết trơn trời Thấy toàn là cọp không có gì Chuẩn bị đi, bão táp mưa xa sắp tới kế bên là chị hai bóng rồi đó chị hai bóng à giờ thì có gì cho các bạn hiểu vì sao chị hai bóng này hát bao nhiêu năm nay mà vẫn là không dương lên được cái thành tựu cao rồi đúng không có gì cho các bạn tại vì là không có đạo đức sống thì giả tạo và rất thích là giả nai nhưng mà giả nai với đời thôi sao mà có thể là giả nai với tổ nghề chứ tổ nghề không thương cho nên đã và đang là quật chị hai bóng này cái hành trình hại mốm của chị hai bóng chính là cái nước đi tự quỷ của chị hai bóng cộng đồng mạng đã theo dõi chọn lọc và tổng hợp lại được là chính cái hành vi thối nát như sau của chị hai bóng đã hãm hại móm cụ thể như sau thứ nhất là tại cái thời điểm là móm bị lộ tin nhắn trong nhóm để cho cộng đồng mạng công kích móm là cố tình kéo dài ra 3 để mà bán hàng ai tiết lộ thì chị hai bóng này tiết lộ chứ đâu tại vì cái thời điểm đó đó hắn ta vẫn là còn ở trong nhóm bộ mặt thành của hắn ta chưa bị rớt ra thứ hai cái vụ việc là chuyển tiền cho Mỹ 10 triệu vào hồi tháng 10 năm 2023. Hắn tạo ra một cái điểm tựa để sau này đó hắn lấy cái điểm tựa đó ra để là công kích anh em nhà của mớm. Và rõ ràng thì mới đây thì hắn ta đã dùng cái số tiền này 10 triệu thôi để mà công kích Mỹ. Nhưng mà cuối cùng thì đáp Mỹ đáp trả lại. Ta nói là phải nói là quê ơi là quê vì 10 triệu đồng thôi mà bác nằm danh dự của mình luôn. Cái vấn đề thứ ba đó là cái câu chuyện là con bảy màu chửi mớm vô ơn tất cả cũng xuất phát ra từ là chị Hai bóng mà thôi đó là thông qua các đoạn ghi âm điện thoại mà quý vị và các bạn đang nghe ở trên mạng trong những ngày qua thứ tư đã tổng tấn công hồng ni và ca sĩ nguyên vũ bằng cái cách là kích ve và lũ cành cành gào thét đòi công khai adn mục đích là muốn là giết hồng ni và ca sĩ nguyên vũ vì nó biết không thể là trưng bày adn cái thời điểm này do pháp lý hiện tại là đang đảm bảo quyền lợi của móng dựa vào danh phận con nuôi hợp pháp Thứ năm, Trang à, Đầu Tôm nói đưa móm lên được thì sẽ đẩy móm xuống được và sẽ cho móm trở về cái mắt heo. Lúc đó cứ tưởng là bà ta ảo tưởng sức mạnh. Nhưng mà thực tế đó là bà ta đã đi đêm với chị Hai Bóng. Tức là có cái sự mua chuộc bàn tiền của à, bông hậu răng đối với nữ youtuber ngáo này. Thứ sáu, à, Mặt Trời Lặng Từng nói mày ăn gan hùng rồi hả Ni? Ý bà ta nói là hồng đi to ra tại sao là không nghe lời của chị Hai Bóng ăn tiền của vợ chồng của hai bóng rồi cho nên là binh vực mạnh miệng quá ha thứ bảy là thám tử bảo là tình hình tài chính của mốm đã gặp khó khăn trùng khớp vào cái lúc mà mốm vừa nhờ chị hai bóng giới thiệu hạng mỹ phẩm để cho móm có cái kinh doanh do vào đó mốm là buôn bán khó khăn thật sự là trùng hợp ghê phải quý vị nếu như không muốn nói là do chị hai bóng sách đọc chủ mưu đặt sau để mà hại mốm. thứ tám nghệ sĩ lê tím Nhảy như khỉ mắt phong chẳng qua là cố tình kiếm cớ để mà được quay xe Chứ thật ra đó Là cái tên này đã đi xe Bên là anh Hai Bóng từ lâu rồi Một cái tên bóng dơ Xí bùm bùm với nhau là phải nói là vô cùng hợp lý Thứ chín, Con Hà Mã nhìn mặt mắt ói Là cái con cờ cuối cùng của cặp vợ chồng à, Chị Hai Bóng Hà Mã này là một cái con cờ dùng để thay thế cho à, Thằng Lùng Để thằng Lùng hết giá trị lợi dụng Bởi khi đó hắn ta đã ăn đơn kiện của bóng Còn à, cà phê và mặt trời đã đến cái học lại vì sợ mốm kiện một bà dính tới cái vụ 120 triệu hứa không làm được một bà thì dính xà nẹo với tên luật sư ngủ quên ở trong khách sạn ghê quá cho nên là đã tự quỷ luôn cho nên bây giờ đâu có dám lên tiếng nữa chị hai bóng đã lên kế hoạch này từ rất lâu rồi dù đã từng cố thể hiện là mình rất lo lắng cho mốm ở trong cái chuyến đi lưu diễn ở úc vừa qua đó nhưng mà thực tế đó là chỉ đang gồng và cuối cùng thì mục đích chính mấy lâu nay của Chị hai bóng này chủ yếu là muốn tiêu diệt Hồng Đi và ví dụ tách hai người này ra khỏi mớm. Tại vì nếu thành công đó thì hắn ta sẽ dễ dàng điều khiển được mớm. Vì quá rõ ràng mớm đã giúp cho chị hai bóng này làm Youtube được triệu view lên top thịnh hành, kênh được đề xuất mạnh mẽ. Chứ không phải là nhờ là qua hậu răng bỏ tiền ra để có được MV triệu view để lấy le với thiên hạ đâu. Và kính thưa quý vị và các bạn vừa rồi là hành trình tội lỗi mà phía khán giả đã trích lọc lại từ chuỗi hành vi kệt cổm của chị hai bóng. Và có thể là chị hai bóng này đã là đánh hơi được, hắn ta đã bị dạch mặt. Cho nên là mới đây hắn ta là đang bực tức ở trong lòng và gửi đôi lời dạt mặt đến các youtuber. Hoặc là có thể là thấy thông tin ca sĩ Nguyên Vũ nhậm chức mới, tỷ hiềm quá cho nên là nói điên nói khùng. Chị Hai Bóng đã nói rằng những cái hành vi lời nói hay là bất kỳ thông tin nào được đăng tải dưới những cái tên gọi ám chỉ đến tôi đều sẽ được ghi nhận làm bằng chứng và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Mọi hành động sử dụng những cái tên gọi này để mà mạo danh, phát ngôn sai sự thật hoặc là gây hiểu lầm, xúc phạm đều sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Rất mong quý vị tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng tôi trong các hoạt động nghệ thuật cũng như là trên các kênh mạng xã hội. Chơi chung với và cho nên bây giờ là cũng rất đi thích đi kiện tụng hay cái gì? Và con nói là rất mong quý vị tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng tôi. Xin lỗi. Hôm trước cái sâu diễn ở bên đồng Giao đó có thể là cái sâu diễn cuối cùng rồi đó hiện tại drama à, sống do gia tộc ở Việt Nam đã quá phổ biến rất rất nhiều người đã biết đến cái vấn đề này và đặc biệt là các nghệ sĩ ai cũng biết đến cái vấn đề này cụ thể là đồng thái đến từ nghệ sĩ gia bảo đã là xóa bài đăng có hình ảnh của chị hai bóng này ở trên kênh cá nhân của gia bảo đủ biết là hiện tại với nghệ sĩ ai cũng đang là bắt đầu là bật cái chế độ đèn trọ với chị hai bóng này cái gì cái mất đạo đức mất dạy thì khó mà tồn tại được lắm người của công chúng mà sống như vậy thì ai mà coi rồi nghe nghệ sĩ chị hai bóng ham dọa chắc có nhiều kênh youtube sợ lắm sợ quá sợ sợ lắm luôn á nhưng mà sợ ở đây đó là sợ cái sự là cáo trở của chị hai bóng tụi tôi tụ đưa tin là đưa theo những gì mà hồng đi chia sẻ tụi tôi tụ không có rảnh mà đi bịa chuyện cho cái tên dơ và trơ trẻ như chị hai bóng để làm gì cứ thích giả nai cứ thích tỏ ra mình là đoan trang hiền thục theo đúng hay sai có trợ nhìn phía hồng đi có bằng có chứng hết rồi Bá tư cũng đã là buông ra những cái lời thất vọng thì nghệ sĩ chị hai bóng ơi bị tẩy chay tới nơi rồi khỏi đau chói nữa cứ thưa quý vị và các bạn giờ bây giờ bà giờ xin khép bản tin lại tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đang nghe hết bản tin này xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn